Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một quán ăn to go ở thành phố Chandler, Arizona, có tên là Kim Thảo Food to Go các bạn. Thì ở đây có bán rất là nhiều món ăn như chả giò, bún, tùy theo ngày họ sẽ có những món ăn khác nhau. Có bánh bao rồi đó. Bánh bao ở đây có nước mía nè, có bánh mì nè, đây là những cái thức ăn mà mình có thể mua ở đây hả? Thì bữa nay là chủ nhật thì mình đi rất là đông đó, bạn có thấy không? Bánh bao, bánh ú, chì các loại đó. Đây là món món ăn giống như mình mua để mình ăn trưa, hủ tiếu chay, bún riêu chay đó, người ta bỏ trong hộp như thế này nè, mình mua đấy. Thì mình thường xuyên mình mua ăn cũng ok, cũng ngon. Thì tùy đồ ăn mà tùy theo khẩu vị của mọi người, mọi người thể đánh giá là ngon hay không ngon, nhưng theo mình là ổn. Ở đây mình rất thích ăn cái loại chả mà có mắm tôm là rất là xuất sắc, rất là ngon. Bánh mì, bún bún ăn vịt nè, thì các bạn nhớ ghé và thử nghiệm nha.